Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải với bài tập toán lớp 2 tập 1 Trăng trời sáng tạo. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài phép trừ có số bị trừ là số trồng chục. Bài số 1 đặc tính hữu tính 80 ta trừ cho 10 15. Không ta trừ 5 không được, ta lấy 10. 10 ta trừ 5 là bằng 5, ta trả 1. 1 cộng 1 bằng 2, 8 trừ 2 là còn lại 6. 90 mà ta trừ cho 40, 18. 10 trừ 8 được, không ta trừ 8 được, ta lấy 10, 10 trừ 8 còn 2. 2 ta trả 1, 4 cộng 1 bằng 5. 9 trừ 5 là còn lại là 4. 30 ta trừ cho 7. 10 ta trừ 7 còn 3, 3 trả 1, 3 trừ 1 còn 2. 70 ta trừ cho 9. 10 trừ 9 còn 1, trả 1. 61. Chúng ta qua bài tiếp theo. Bài số 2. Số thầy mẫu. Rồi chúng ta xem 15 ta cộng 5 là bằng 20. Nè. Hoặc là ta lấy 10, 20 ta trừ cho 15 là bằng 5. Hoặc ta lấy 20 ta trừ 5 là bằng 15. Rồi ta lấy 60 mà ta trừ cho 44. À vậy còn lại là 6. 16. Bài dưới này 3 là còn 7 bằng 10 với 0 ta nhớ 1 40. Ta lấy 50 ta trừ cho 12 còn 8. 8 trả 1 38. 30 mà ta trừ cho 11, 0 ta trừ cho 1 là 10 trừ 1 còn 9. 9 trả 1 19. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 3. Bài số 3 là tính nhẩm. 20 mà ta trừ cho 4 là bằng 10, 16 cm. 18 mà ta trừ cho 9 là bằng 9 dm. 100 cm ta trừ cho 40 là bằng 60 cm. 90 ta trừ cho 30 là bằng 60 dm. Chúng ta qua bài số 4. Nấu thầy mẫu 20 ta trừ 17 lớn hơn 2. Vậy là 20 ta trừ 17 là bằng 3. 3 sẽ lớn hơn 2. 40 ta trừ cho 31, vậy là còn lại 9. 9 như vậy là đây là kết quả là 9. Và chúng ta sẽ là bằng 9. Bài này 30 mà trừ cho 18, 10 trừ 8 còn 2, 2 trả 1, 12. 12 lớn hơn bao nhiêu đây? 12 lớn hơn hơn 9. Như vậy trong này sẽ có hai con số là lớn hơn 2 hoặc là lớn hơn 9. 12 lớn hơn 2 hoặc là lớn hơn 9. Rồi chúng ta qua bài tiếp theo. Cái phần dưới này 80 ta trừ 10 là còn lại là 70. 70 thì bằng với lại 70. 90 mà ta trừ cho 17. 10 ta trừ cho 7 còn 3. 3 trả 1, 2, 9, 2, 73.
73 bé hơn là 90. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 5. Anh Bi cao 90 cm. Anh đây là anh Bi. Đây có số 10 đây, 90 đây. Bé Na thấp hơn anh Bi 18 cm. Hỏi bé Na cao bao nhiêu cm? Ta lấy 90 ta trừ cho 18 thì ra ra bé Na. Rồi chúng ta bỏ này. Bỏ bao nhiêu? Số cm bé Na cao là bài giải. Số cm bé Na cao là ta lấy 90 ta chờ trừ cho 18 201 72 cm đáp số 72 cm. Chúng ta qua tiếp theo bài số 6. Lúc đầu có 60 con bướm, sau đó 28 con bay đi. Hỏi còn lại là bao nhiêu con bướm? À, lúc đầu là 60, 28 con bay đi thì ta lấy 60 ta trừ cho 28. Số con bướm còn lại là số con bướm còn lại là ta lấy 60 ta trừ cho 28 32 con. Đáp số 32 con bướm. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tới thầy nhé. Xin chào các em.